Ứng viên phản đối thực tập không lương gây ấn tượng ở Cơ hội cho ai? Ứng viên Lê Thanh Bình xuất hiện tại tập 6 Cơ hội cho ai với tấm bằng tốt nghiệp Đại học Luật cùng hơn 5 năm kinh nghiệm tại hai vị trí chuyên viên công ty luật và pháp chế doanh nghiệp. Trước câu hỏi tranh biện của chương trình là đồng tình hay phản đối cho các chương trình thực tập không lương, Thanh Bình phản đối việc thực tập không lương. Năm ứng viên cho rằng việc quyết định cho sinh viên mới ra trường thực tập có lương hay không lương có thể giúp đánh giá đạo đức và môi trường làm việc của doanh nghiệp. Mặt khác, khi bạn trẻ làm việc không lương, đồng nghĩa bạn phải làm một công việc thứ hai để nuôi sống bản thân, trang trải cuộc sống hàng ngày. Làm cùng lúc hai công việc sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất lao động. Kết thúc vòng đối mặt, Thanh Bình giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ với tỷ số 4-5 để đi tiếp. Sau khi nhận được hai đèn xanh từ sếp Thuấn và sếp Nga ở vòng tiếp theo, Thanh Bình chia sẻ mức lương kỳ vọng của anh là 28 triệu đồng. Nam ứng viên nhận được lời mời làm việc tại Elite cho vị trí nhân viên pháp chế với mức lương 20 triệu đồng. Bảo Ngọc, BNA, cho vị trí phó phòng pháp chế với mức lương 28 triệu đồng. Kết quả cuối cùng, Thanh Bình quyết định đầu quân về đội sếp Thuấn, công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, BNA, cho vị trí phó phòng pháp chế với mức lương 28 triệu đồng. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.